Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học, xem bói mắt biết tính cách vận hạn của mỗi người. Người xưa có câu: người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa thau. Qua đấy chúng ta thấy chỉ cần xem mắt là biết được tính cách và vận mệnh của mỗi con người. Chỉ cần xem mắt chúng ta có thể biết ai là người trung thực, thật thà, ai là người nham hiểm, gian ngoan. Các nhà xem bói tướng thuật khi bàn về vấn đề vận hạn thường lấy hai mắt chủ quản cho 6 năm vận hạn, tức là mắt trái quản 3 năm 30, 31, 32 tuổi và mắt phải quản 3 năm 33, 34, 35 tuổi. Một, xem mắt biết tai họa. Xung quanh mắt có nốt ruồi đen là người có tính tình tham lam, thường hay ăn trộm. Người sát dưới mắt có nốt ruồi đen tất sẽ gây họa đối với người khác. Mắt bỗng nhiên xuất hiện khí sắc màu đen, cho đến vùng cuồng mắt xuất hiện màu đen rất rõ rệt. Người như thế trong vòng 10 ngày có thể sẽ vì miệng lưới của phụ nữ truyền đến điều thị phi, khiến trong nhà không được yên ổn. Nếu sắc đen tương đối mờ nhạt như thế trong vòng 14 ngày cũng phải chịu điều thị phi và không được yên ổn. Người có khí sắc mắt mà màu hồng tất sẽ có hỏa hoạn giáng xuống. Người mà có mắt là màu xanh sẽ gặp phải chuyện thị phi đồn đại mà bị liên lụy. Nếu xuất hiện màu đỏ sẽ gặp tai họa liên quan đến chuyện quan trường. Nếu khí sắc ở mắt xuất hiện màu đen thì tài sản bị mất mát. Nếu mắt có xuất hiện màu vàng là tướng tốt lành. Nếu nữ giới trên mắt xuất hiện màu xanh thường vận mệnh người chồng chẳng thể dài lâu. Nếu người nữ mà trên mắt có xuất hiện màu đỏ, chủ về khó khăn trong chuyện sinh nở. Nếu người con gái có khí sắc ở đuôi mắt sáng, trắng sáng, chủ chồng được thăng quan, phát tài. 2. Xem bói hai mắt lộ sắc cả đời hung ác. Hai mắt lộ sắc tức là mắt tựa như đám lửa cháy, mắt sắc, hai bên mắt tựa như phun lửa, tức là trên dưới mắt có lộ sắc đỏ hồng, tựa như đám cháy bùng bốc cao hướng ra ngoài. Người có hình tướng như thế thường lòng tham hiểm độc, gian trá, cả đời hung ác. Trong khoảng 5 năm từ 30-35 tuổi, người đó được phát tài, nhưng trong khoảng 4 năm từ 37-40 tuổi có thể gặp nhiều hung họa, nguy hiểm. Hứa phụ có nói, người mà trong mắt có lộ sắc đỏ tất gặp họa hình thương mà qua đời. Mắt như thế gọi là mắt đỏ như mắt rắn. 3. Xem bói mắt đen rạng rỡ cả đời hưởng phúc. Trong sách xem bói tướng Quảng Giám tập có chép, trong hai mắt có lộ sắc đen tựa như điểm sơn, rất rõ ràng ánh mắt rạng rỡ là tướng quý nhân, cả đời được hưởng phúc. Trong khoảng 6 năm từ năm 30 đến 35 tuổi sẽ thành công nổi danh thiên hạ. Trong người ba động ký ghi chép, người có mắt to đoan trang ổn định, không lồi không lộ, trắng đen rõ ràng, thường là người có trí tuệ hơn người, sự nghiệp thành công. 4. Xem bói người có mắt liếc xéo trong lòng không ngay thẳng. Người có ánh mắt hay liếc xéo thường là người có tính cách kiên cường, nhưng lại là người hay cò kè nhỏ nhen, lời nói hành động thô tục, tương đối tham lam, thường làm những việc tổn hại đến người khác để mưu lợi cho mình. Người như thế cho dù có phú quý tài hoa hơn người nhưng bản tính cò kè khó thay đổi. Không chỉ như thế, họ thường có tướng khẩu Phật tâm xà trong ngoài khác nhau. Trong Quảng Giám tập nói, mắt là cửa sổ của tâm hồn, vì thế khi quan sát nhãn thần của một người có thể biết được trong tâm người đó nghĩ gì. Mạnh Tử từng nói rằng, người có tâm ngay thẳng, ánh mắt rất rạng rỡ. Ngược lại, người có tâm không ngay thẳng, ánh mắt sẽ mờ tối không trong sáng. Một người có tâm bên trong ác độc, ánh mắt không thể che giấu được. 5. Thông qua nhãn thần có thể phán đoán thiện ác của một người. Mắt nhìn ngay chính, thần khí thanh sáng, ánh mắt ổn định, người đó tâm địa lương thiện. Một người mắt hay liếc xéo, nhãn thần không ổn định, ánh mắt mờ tối, thường là người có tâm hiểm độc. Trong Thái Thanh Thần Giám có nói, người có nhãn thần không bình thường, trong tâm mưu mô ác độc. Tóm lại, nhãn thần lương thiện thì tâm địa cũng tốt, người có nhãn thần độc ác, tâm địa cũng độc ác. Trong Đại Thống Phủ có nói, người có ánh mắt tiếc xéo thường làm những việc ác độc tổn thương người khác.
Dù người đó có giàu có, tâm địa cũng không được ngay thẳng, như thế cũng chỉ là đám tiểu nhân mà thôi. 6. Mắt to, lộ sắc hung, tai họa không ngừng. Thuật xem tướng cho rằng, người mà mắt to tròn, đồ xuất, lộ sắc hung thường là người có tính cách hung bạo, cuộc đời thường gặp nhiều tai họa, có khi phải chịu ngục tù, giam cầm. Người như thế cả đời hung ác. Trong những năm từ 28 đến 35 tuổi, họ thường gặp những chuyện không may. 37, 38, 39 tuổi cũng khó thoát khỏi chuyện hung họa. Người này cho dù sinh ra trong một gia đình phú quý nhưng cũng trở thành người tham lam, hiểm độc. Nhưng nếu có thể tĩnh tâm đọc sách, thường xuyên kết giao với những người quân tử có đức hạnh cao quý thì cũng có thể tạo được một khoảng cách nhất định, tránh xa được đám tiểu nhân hiểm ác. Và vì thế, những tai họa giáng xuống cũng giảm đi được một nửa. Trong Nguyệt Ba Động Trung Ký có nói, không nên kết bạn với người có mắt lộ sắc hung, nếu không sẽ gặp phiền phức, thậm chí là tai họa giáng xuống. Lại nói, có người mắt lộ rõ ra ngoài, tâm vì thế mà cũng khó giấu kín, mắt gà mắt chuột, tham lam, vô liêm sỉ. Trong Nguyệt Ba Động Trung Ký có nói, người có mắt tựa như mắt gà là người thích chuyện tranh đấu với người khác, có tính phong lưu, đa tình. Người có mắt tựa như mắt rắn thì trên mắt dày thường là người có tâm địa hiểm độc. Người có mắt nhỏ như mắt chuột, hai bên mắt trái phải khác nhau, mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Người như thế có tâm trộm cắp, tham lam, vô liêm sỉ. Người có tướng mắt được trình bày những đặc điểm ở trên, dù được sống trong một gia đình giàu sang phú quý, cũng là phường trộm cắp, gian dâm, bản tính thích tranh đấu, khó thay đổi. 7. Hay nhìn trộm người khác, có nhiều nghi ngờ. Nhìn trộm là chỉ khi nói chuyện với người khác hoặc khi cùng tụ tập đông người. Mắt thấp, trầm ngâm thường hay nhìn trộm người khác. Người có tướng mắt như thế, đa phần có tinh tình không an định, sinh nhiều mối nghi ngờ trong tâm. Chính vì thế, gặp chuyện gì họ cũng chẳng đưa ra được đối sách tốt, vì thế luôn thất bại. 8. Xem bói mắt như bắt phượng, cả đời phú quý. Người có thần thanh sáng, thanh tú, nhãn thần sáng bóng tinh khiết, nhãn cầu trắng đen rõ ràng, chính là ánh mắt sáng như sao, tỏa sáng ra bốn phía. Người có mắt dài như mắt phượng, tức là mắt nhỏ, dài nhập vào gần tóc mai, độ dài của mắt quá một tấc năm phân. Người có tướng mắt như thế, bất luận là nam hay nữ, đều là người phú quý. Như Quan Văn Trường thời Tam Quốc hoặc Phòng Huyền Linh thời Đường đều có tướng mắt như vậy. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.